Đây là các bạn, bên mình đang làm và thi công cái nội thất ở trong ngôi nhà này. Mời các bạn hãy cùng vào trong để xem nội thất của bên mình làm ra sao nha. Chào các bác, và hôm nay là ngày thứ tư bên em đang thi công và để quay cho các anh chị xem. Ở phía trên là cũng như nhau thôi, ngăn ở trên có vấn đề gì khó khăn ha, không có vấn đề gì phải phức tạp à, kiểm tra cũng giống bên kia à, con là có sục sạch sục toàn toàn. Đây là phòng thứ ba, thứ nhất là phòng thờ tổ tiên gia tiên, thứ hai phòng cá nhân, thứ ba đây là phòng thứ ba. Rồi chúng ta sẽ xem tiếp cho sản phẩm của bên em phòng thứ tư. Đó, từ trên xuống dưới luôn, chúng ta xem cái sản phẩm bên em làm và kiểm tra có chất lượng hay không, phòng nào cũng như phòng nào thôi, bảo đảm với các anh chị như thế ha. Đấy. Đấy, cái này thì quá rộng rãi, phòng này thì rộng rãi, tủ to hơn, trông rất là tây, mang tính rất là hiện đại, rất là hiện đại nhà các bạn. Rồi cái này thì chưa gắn cây kéo ha. Rồi tạm thời là cái này là ok, chưa gắn tay kéo, gắn tay kéo tay cầm nữa là xong. Nào, tuyệt vời, ông mặt trời. Đây là phòng thứ tư ở trên lầu ha. Rồi, ok. Rồi chúng ta sẽ xuống tiếp tục phòng phía dưới. Giờ chúng ta đi xuống dưới. Đây là cái gạch này thì bây giờ mình cũng quay luôn cho các bạn xem. Cái gạch này là khoảng 80. 1, 2, 3. Khoảng 80, 70, 80, gạch to. Rồi. Màu gôn thiết kế rất là đẹp, trông rất là tây ha. Những cái màu vừa rồi là chúng ta sử dụng mà, những cái tủ đó đang làm, những cái nước hiện đại tân tiến nhất và giàu có bậc nhất trên thế giới là họ đang sử dụng. Thì ở Việt Nam chúng ta cũng vậy, đang sử dụng những loại thiết bị như máy lạnh, tủ lạnh, xe đạp, kim khí điện máy đều sử dụng loại này, đưa vào sử dụng trong cái ngôi nhà của mình. Và mình cũng xin nói với các bạn là ở phương Tây, các nước giàu có và hiện đại bậc nhất thì họ cũng đang sử dụng những cái màu như thế này đó. Một cái loại màu dành cho đương đại của thập niên 2013. Ví dụ như mình, các bạn có thể xem ở bên trên đây, một trong những đất nước giàu có nhất của thế giới, bậc nhất về là gọi là xa xỉ, những đồ vàng bạc siêu xe, thì họ, các bạn cứ đến xem những cái khách sạn, những cái nơi mà họ nhà hàng cao cấp, những cái nhà hàng 5 sao, khách sạn 5 sao đều họ sử dụng cái màu này hết. Nếu như các bạn không tin, các bạn sẽ đặt chân ở luôn đây, các bạn sẽ thấy những cái màu sắc của đường đương đại mà các nước giàu có sẽ sử dụng, nó là như vậy. Mà đây là những cái bản thiết kế này mang phong cách của đương đại nha, mạ vàng đó, sữa kết hợp với màu ghi ghi sáng là một trong những cái màu sắc được ưu chuộng nhất của thế kỷ 23 và được tuổi trẻ sử dụng rất nhiều, các kiến trúc cũng sử dụng rất là nhiều. Cái màu này nó đã có khoảng gần 10 năm nhưng nó chưa phổ thông, nhưng bây giờ đổ đi, bên em đang thi công rất nhiều và cũng mang lại cái sự nhìn nhận, một cách nhìn cho người địa phương, một cách nhìn nhận khác. Trước đây họ nghĩ là cái màu này chỉ sơn ở cánh cửa kéo thôi, nhưng bây giờ nó phù hợp với các nước, các kiến trúc, màu sắc nó có góc cạnh thì nó mới thể hiện được, nó uy nghi vào cái màu sắc đó mà nó sạch, nó không bị dơ. Còn các màu khác thì nó chỉ là lỗi mốt luôn. Còn bây giờ cái màu này nó đã có chục năm nay rồi, nhưng mà được sử dụng trong nhôm sifa. Đấy, nhôm sifa thì cái tiếng thì chúng ta biết rồi. Thì bây giờ cũng xin nói luôn là các đồ dùng của nội thất thành phố đều phải sơn như này và kết hợp với màu nhà, kết hợp theo phương Tây, mạ kim khí, mạ kim loại. Thứ nhất là bạch kim, bạc, vàng, đồng. Thì đây là những cái công nghệ mà thậm chí điện tử của Panasonic, cái quạt hơi nước này nó cũng phải sử dụng cái màu này để kết hợp với màu vàng. Nó mang cái cách đương đại, một cách nhìn nhận tổng quan hết cái cách của cái kiến trúc đương đại ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem cái phòng ở dưới. Đây là phòng bếp được thiết kế để chén dĩa mặt đá phía trên ha. Phòng bếp còn ở trên nữa, còn rất là nhiều nhưng mà mình chưa review cái đấy nữa, để xong mình sẽ review. Bởi vì mình sẽ, các bạn muốn theo dõi thì cứ từng tập một, để mỗi một ngôi nhà thì mình sẽ review từ cái cách thi công, từ cái cách đi mua gỗ, đặt gỗ và sản xuất và từng cái công đoạn để chi tiết, để mang lại cho các chị tin tưởng, không có phải là gắn đầu này đập đầu kia, gỗ này lai gỗ kia, đặt gỗ sồi từ gắn gỗ gõ, không phải gắn gỗ gõ mà gắn gỗ cao su ha. Gỗ cao su chúng em xem là gắn thêm cái gỗ cao cấp vô, chứ không bao giờ gắn gỗ cao cấp và đưa gỗ đẹp vô ha. Nhất gỗ thường nhưng mà đưa gỗ xịn vô, thêm thắt cho anh chị thêm 10% còn lại gỗ xịn, thì các anh chị rất yên tâm. Nếu như mình không có tiền cứ nói bên em một câu, bên em sẽ có cho luôn đó. Rất là thoải mái đó. Đó là chủ gia trông cũng rất là điển trai mà rất là hòa đẹp các bạn nha, trông là phong cách tuổi trẻ rất là giàu có, uy nghi, và cái màu sắc nhìn nhận như vậy là phải nói là hợp với cái thời thượng của thế kỷ 23 cũng như là tuổi trẻ của chúng ta. Rồi, đây,
là một trong những cái phòng được thiết kế đúng chất gỗ nguyên bản nguyên khối, được nhập và xẻ và sau đó tẩm sấy và với đội ngũ chuyên thiết kế. Đây, anh Tống Văn Ông và kỹ sư Phan Anh Tuấn đang tập trung để làm cho xong cái phòng phần ở dưới, chỉ một thời gian mấy ngày nữa thôi là sẽ bàn giao hết tất cả những cái sản phẩm của bên em. Thì đây là những cái cánh cửa, và vừa rồi là em có review những cái video nhỏ nhỏ cho các anh chị xem á. Đó, và sơn và được nhắn keo chống mốc chống thấm, à, loại gỗ và sơn chống chảy, đó, sơn PU keo loại cao cấp nhất của các nước trên thế giới đang sử dụng. Đó, và đến đây để bắt đầu gia công. Đó, mua về gia công và sau đó là làm tại sửa và lắp ráp đến nơi cho khách hàng. Và đây để kiểm tra trước lúc bắt đầu là các anh chị xem những loại sản phẩm cái tay đế bắn răng này được là hàng ngoại nhập hết, à, chất lượng cao, có tốt nhất của bên em được khai thác của chị. Không có gỗ là gỗ gõ, chỉ có gỗ gõ phải dùng cái bánh răng đẻo được, đúng không? Gỗ xịn thì phải dùng bánh răng xịn, đâu phải nồi đất và đắp vung nhôm được. Đã, nồi đất phải đắp vung đất, nồi nhôm phải đắp vung nhôm. Đây, và chúng ta sẽ xem cái bộ cửa dưới trông rất là đẹp. Này, 100% gỗ khối nguyên bản, gỗ Nam Mỹ được và mua về theo tiêu chuẩn của quốc tế, sau đó về nhà đo kích thước và vẽ ra biển mẫu từng phòng một và ra khuôn khổ design, bắt đầu là lên khung ba đen sản xuất ra cái sản phẩm như vậy. Hỏi rất là công phu và sáng tạo với đội ngũ. Thì để làm việc này không cần nói nhiều nữa, chúng ta hãy kiểm tra đội ngũ nhân viên của các kỹ sư này làm ra sao, chúng ta xem nào. Ha. Mình nói là mình phải xem ngay, tay bắt, tay nghe mắt thấy, tay sờ, phải đến công ty, đến xưởng rồi xem coi coi có phải đội ngũ này làm hay không, hay là đi mua tủ về lắp ráp cho người ta. Không có nha. Tiêu chuẩn bên em là mua gỗ nguyên khối theo tiêu chuẩn quy định của quốc tế, làm việc đúng hạn sử dụng và được khai thác đúng 5 tháng của cây. Còn mua về cứ sồi sồi cứ sơn lên đố các bạn biết là gỗ gì. À, gỗ mọt, gỗ mốc, gỗ mèo, cái sơn lên bố khánh nào biết. Những bên em với phương trầm vừa làm tới đâu cho các bạn đến xem tới đó. Nếu các bạn ở xa, chúng tôi sẽ review từng công đoạn một cho các anh chị xem. Để làm bằng chứng cái điều đó thì chúng tôi luôn luôn cố gắng để có những cái thước phim, những cái góc cạnh, những cái công việc, những cái chi tiết và chia sẻ cho tất cả các bạn. Nhiều anh chị nha, mua gỗ này mà anh chị không bao giờ biết được, rồi sơn màu lên. Còn đây là màu gỗ nguyên bản nhé, giữ nguyên bản gốc của gỗ, viết thiên nhiên và sờ láng bóng. Thậm chí bên em xử lý là nó cứng như đá luôn này các bạn. Là các anh chị cào cào nó không có ra được móng cào đâu. Nếu mà lấy dao cào thì em không dám nói, chứ lấy móng tay mà trẻ kèm tha hồ đấy. Móng tay em là móng này là ông cào cào đâu xin nghe đâu, thấy chưa? Nhá, đâu xin nghe đâu cần, à, không xin nghe, nó bóng nó xử lý cứng ngắc như đá. Đó là cái kỹ thuật sơn chống thấm chống chảy. Nghe cái bắn kia không có lấy sợ, là gỗ rất là chắc. Đây, đây mở ở đây cho anh chị xem này. Đó, đẹp chưa? Các anh chị có nhu cầu thì làm quầy ba, kệ rượu, rượu vang, kệ sách thì bên em sẽ thi công làm cho tất cả các anh chị các loại gỗ, gỗ thông, gỗ sồi, gỗ gõ, tùy theo cái giá trị của anh chị đầu tư. Bên em sẽ đưa các loại gỗ theo giá trị đồng tiền của anh chị, nhưng bên em mang lại cái chất lượng đó là đúng loại gỗ chất lượng cao. Đấy, nhìn này, tiếng phở trà, màu trà trông nó rất là sang chảnh, nó làm cho ngôi nhà của mình làm sao nó sang mà nó không bị nỗi mốt, nó ấm áp tuyệt vời ha. Cái giá trị nó không bị nỗi mốt với lại cái giá trị cái sản phẩm nó sang, nó lâu dài thì nó có giá trị. Con người của chúng ta khi đi làm về cảm thấy rất là thoải mái. Chúng ta cũng nên bớt sử dụng về rồng phượng, những cái điêu khắc, những cái tủ mà có cái điêu khắc và rồng phượng nhiều, họa tiết theo cung đình thì chúng ta bớt, cái đó chỉ phù hợp với những cung đình nơi thờ phượng mà thôi. Còn ở những cái nơi phòng, những cái đồ cá nhân trong gia đình, chúng ta nên làm theo cách phương Tây để nó không bị nô bốt, nó mang cái tính nhìn vô nó nhẹ nhàng. Và khi đối nội đối ngoại, mình nhà mình có khách quốc tế, bạn nước ngoài tới chơi, người ta cũng thấy phù hợp với cái không gian, với kiến trúc của Tây Âu thì nó sẽ cảm giác rất là thoải mái. Còn chúng ta rồng phượng có thể bụi bặm mà có thể là phù hợp với mình nhưng mà không phù hợp với phương Tây, mà nó rất là màu đội mốt và sửa sang rất là khó. Còn như bên em, các anh chị sau này sử dụng có thể là cách điệu cũ, ví dụ 20 năm sau
nó có nỗi mốt chúng em sẽ sử dụng cách điệu theo phương Tây, bởi vì phương Tây nó chỉ sử dụng một loại mẫu, đó là góc cạnh thôi, không sử dụng rồng phượng. Rồng phượng chỉ dùng cho những cái nơi cung đình ha, đứng nơi thờ phượng thôi. Chúng ta nên sử dụng đồ cá nhân gia đình này, nên góc cạnh nó đơn giản. Thứ hai là trẻ em nhà vợ chồng mới cưới đừng có mua bộ bàn ghế nào mà rồng phượng chẳng may nó đi nó đá nó ngã vô lại đau đầu ha. Cứ trơn tru sạch sẽ dễ lau chùi đó mà độ bền cao đó. Còn bên em là nhất là thiết kế thi công được đất ngoài trời và ra những cái mẫu cho các doanh nghiệp, những nơi trưng bày của họ những bộ bàn ăn. Rồi đây là những cái sản phẩm bên em nhập về để quay cho số để cho các anh chị xem, để có nhu cầu thì để biết đến với bên em ha. Các dụng cụ của em nhập về để sử dụng và lắp ráp cho các công ty doanh nghiệp ở địa phương, các ngôi nhà mới, những ngôi nhà mới ước của tuổi trẻ mới cưới, những sinh viên mới ra trường kết hôn, trai thì có vợ, gái thì có chồng. Rồi đến đây thì mình sẽ đi ra ngoài một lần nữa rồi review cái một số cái không gian vừa rồi là chúng ta cũng là chia sẻ trong cái sống này, thú vị của địa phương ha. Đó, và cũng chia sẻ đây một trong những cái dòng sản phẩm mà Việt Nam chúng ta đang sử dụng theo cái phong cách của các nước châu Âu nổi tiếng hiện đại nhất, bậc nhất của thế giới, đó là phần đây. Ngôi nhà này mang cái phong cách rất là hiện đại, phối màu sắc và hoa nhã, hoa văn rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng ha. Và mọi người hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, để cho mình công ty mình được phát triển, có công ăn việc làm, và khi có được nhiều hợp đồng bà con sẽ đến mài nhám mài dúa và phụ giúp cho doanh nghiệp và tạo công ăn việc làm tại địa phương. Sau đây BDS Family One xin chân thành cảm ơn, chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe vui vẻ, chúc cho các doanh nghiệp thành công và ký được nhiều hợp đồng. Xin goodbye, hẹn được kế tiếp. Bên công ty em đang thi công một ngôi nhà mới thiết kế với một phong cách ở trong nội thất là màu sắc theo kiến trúc đương đại, những nước nổi tiếng hiện đại bậc nhất trên thế giới. Thì hôm qua em có review và chuyển những sản phẩm bên em đang làm đến để lắp ráp để vào hoàn thiện cho ngôi nhà mới để chuẩn bị tân gia. Thì hôm nay là ngày thứ tư thì em sẽ review tiếp tục đến khi hoàn thiện và bàn giao, và sau đó tân gia và hoàn thiện ngôi nhà này em sẽ review hết cho tất cả các anh chị xem cái mẫu mã. Thì các anh chị nào coi thì có nhu cầu mà xây nhà cũng là mang cái kinh nghiệm cho mỗi người, thì chúng ta sẽ có trong video và sau đây giờ chúng ta hãy cùng vô tham quan và lắp ráp coi công trình lắp ráp tới đâu rồi để kiểm tra sản phẩm cho tất cả các anh chị, cũng như là cái kiến thức để cho anh chị khi đặt hàng ở phương xa hoặc là gần nhà. Về cái nội thất ở bên em đã làm ở phần trên, và thứ nhất là phòng thờ tổ gia tiên ở mặt tiền sảnh ở phía trước đã hoàn thiện dứt điểm ha. Rồi quay cho các anh chị xem nha, đây tiền sảnh lầu 2 và nhìn xuống dưới. Ok, đây và thứ hai chúng ta xem đã sản phẩm bên em đã làm và bàn giao từng phòng một theo tiêu chuẩn như hợp đồng. Trước khi vào sử dụng có vướng mắc vấn đề gì, sản phẩm thắc mắc màu sắc như thế nào thì tại xưởng là chúng ta sẽ đến xưởng và chúng ta sẽ xem bên em sơn ok được đúng màu sắc thì bên em sẽ cho bên kỹ thuật sơn, và nếu không đúng chúng em sẽ chỉnh sửa lại những màu sắc. Và bây giờ là lắp ráp vô là đã hoàn thiện và bàn giao. Trong lúc khi bàn giao vấn đề gì đường ray bản lề hoặc là những cái tay cầm nào mà không phù hợp thì các anh chị phải có ý kiến ngay để bên em thay đổi để trước khi anh chị vào mua nhà mới và khánh thành ha. Đấy là phương châm của bên em, chú đáo tận tình phục vụ đúng tiêu chuẩn, chất lượng là hàng đầu và đúng theo hợp đồng đã được ký để đưa ra những cái sử dụng nó miễn sao hài hòa và chất lượng. Đôi khi cũng phải cuộc sống nó cũng phải không cứng nhắc được các bạn ha, để chúng em sẽ quay đấy, quay hết tất cả sau đó là bàn giao cho chủ gia. Kéo từng ngăn kéo ra nhé các bác các anh chị, thì khi người ta thi công xong thì các bác vấn đề là kiểm tra từng ngăn kéo coi nó có trơn tru, nó hỏng hóc hoặc là nó có đều hoặc đẩy, nó có tụt vô trong không, nó có êm hoặc rút, chẳng may để đồ dùng cá nhân rút phát ra ngoài đó. Ok, chúng ta kiểm tra hết từng bước một, đây là các kiểm tra trước khi vô sử dụng, tránh vì đang sử dụng vô tân gia nhà kéo tay giăng cái ngăn kéo ra là nó không tốt ha. Đó, của cải nó sẽ giăng ra hết. Đấy, ok, đó là tuyệt vời và êm ái ha.
êm ái. Đó. Và thì em hướng dẫn cho các anh chị luôn để trước khi anh chị sử dụng và bàn giao á, hợp đồng xong, cũng như là các bác ở nhà nào mà có cũng giống bên nhà em đang thi công, thì đây các anh chị cứ xem cái bản lề từng cái chi tiết, rồi coi ốc vít nó chuẩn chưa, nó cứng chưa, kéo lên kéo xuống coi nó cứng không, để được bao nhiêu ký, được 30 ký, như này để 30 ký là chuyện bình thường nha các anh chị. Đó. Rồi xem coi nó có đều họa tiết nó đều chưa, rồi kiểm tra cái đường ray ha. Nè, vừa là kiểu lùa ha, rồi coi nó có ok hay không. Đó, coi nó có hỏng hóc của đinh thép chỗ nào rớt đây, chẳng may kéo nào nó nặng quá nó hư cửa nha các bác ạ. Khi chúng em bàn giao cho các anh chị là các anh chị phải kiểm tra. Khi nhà sử dụng nhiều khi có trẻ em nó rớt đinh rớt đóng ở đây, kéo nó bị lật, nên chúng ta cứ được cố gắng đẩy nó bị chảy xước, bể cong bánh xe vành bên ngoài ha. Cho nên là chúng ta thấy kẹt kẹt là chúng ta phải sử dụng, là chúng ta phải kiểm tra ngay. Đó. Cái ấy bị tình trạng mình cứ kéo cố gắng, bởi vì nó đâu có gì đâu, nhưng mà mình cố mình đẩy ra là có cái, đương nhiên nó có cái rãnh nó bị kẹt rồi. Đó. Thì cái kéo bị nắp này này. Đó. À, các bác cứ yên tâm ha. Đấy, chân mùng 7 tầng xong đặt xếp đây. Tùy, nói chung là tùy theo các em mình bài trí và trình bày ha. À, đây là phòng thứ hai. Sau cái phòng thờ tổ gia tiên. Đây, bây giờ chúng ta đi xem một cái phòng tiếp tục. Phòng thứ ba. Và đi ra thiết kế như thế nào thì em cứ review sẵn đây, thì em cứ review từ ánh sáng, màu sắc của cái công nghệ bây giờ người ta cũng là đèn nó đổi màu được nha các bác. Để cho đấy, để cho các anh chị xem này. Ha. Đó, đây. Để cho các bác có sau này có xây nhà thì chúng ta có kỹ hơn. Đó, ổ cắm này. Thích à, ổ điện này. Đó, ổ cắm nó nằm ở dưới những cái thành giường như vậy ha. Đó, đổi màu. Đó. Đó, để ngủ ra. Đó. Ok. Rất ấm áp và nhiều. Ok, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ra phòng thứ hai. Rồi, thứ hai xong rồi, giờ phòng thứ ba. Đây là trung tâm đèn chùm chia xuống thẳng phòng nhà bếp tiếp khách luôn, phòng khách luôn. Rồi. Là phòng thứ ba. Để review luôn cho các anh chị xem nha, cũng là kiểm tra hết sản phẩm là cho từng cái chi tiết, tránh bị lỗi cho anh chị xem. À, các bác cùng có cái kiến thức để trước khi vô nhà mới thì tránh bị hỏng hóc. Tân gia mà hỏng hóc là nó không có hên ha. Đấy. Phát nhanh để búp bê cá nhân, sách vở, loa, đài, âm thanh nhỏ nhỏ mini, ok hết. Đó. Trên này thì chúng ta cao ha. Đây có cái ghế ở đây đứng lên, lấy ra. Đây còn cái này tay cầm. Đây, mở ra xem. Mở hết ra ha. Nhà mà bên em đang thi công nha, em quay ở phía ngoài cho các anh chị xem này. Đó. Mở cái đèn là ở giữa trên xuống phía dưới luôn, chiếu lấp lánh đẹp chưa? À, review cho anh chị xem. Mẫu nhà cực đẹp. Bên trong là màu nội thất, màu ghi giống nhôm sofa này hết ở cho bên em đang làm. Thì các anh chị vào kênh Nội Thất 6 tỷ để xem những cái sản phẩm bên em làm nhá. Rồi anh chị nào ở trong tỉnh Đồng Nai cũng như huyện Long Thành có nhu cầu mà lắp ráp về nội thất hoặc là mua những đồ dùng, bàn học, bàn trang điểm, rồi những loại tủ kệ, sách, quần áo, quầy bar, rượu bên em làm và thi công và bán cho các anh chị toàn quốc luôn ha, ship toàn quốc luôn. Rồi, em xin tạm dừng.